Honey, how are you? Welcome back to Ray My World. Lời đầu tiên thì Minh Tú muốn gửi lời cảm ơn chân thành với tất cả các bạn đã dành thời gian để mà gửi những cái clip catwalk về cho chương trình Ray My World của Minh Tú. Rất là nhiều video ấn tượng, mỗi người một vẻ giống như thiếu dân, thiếu kiều và thiếu liễu, mà để chọn ra những bạn mà đặc sắc nhất thì thực sự là rất là khó cho Minh Tú cũng như là các bạn trong team. Nhưng mà theo như đợt trước đã nói thì lần này Minh Tú sẽ chọn ra 3 video clip. Những video clip này á thì sẽ được chọn bởi vì đúng tiêu chí nhất là đúng chủ đề, là đẹp, độc và các bạn chỉnh chu và đầu tư rất là nhiều. Bây giờ Minh Tú sẽ xin thông báo nha. Đó là video clip của bạn Nguyễn Phương Nguyên. Thứ hai là của bạn Huỳnh Đỗ Phi. Và bạn cuối cùng đó chính là Vĩ Tô Lâm. Các bạn ơi, hãy nhanh chóng gửi thông tin về fanpage của Minh Tú để Minh Tú có thể gửi những cái phần quà mà team của Minh Tú đã gói ghém ngày đêm chuẩn bị cho tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.